Trong khi các địa phương khác có chuyển biến tích cực thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì tại xã Vĩnh Quốc, huyện Văn Giang, do không xử lý triệt để nên sau gần một năm từ khi tổ chức giải tỏa, hiện nay khá nhiều điểm vi phạm trên đất nông nghiệp đã và đang có hành vi tái vi phạm. Điển hình như khu cầu mới thuộc thôn Cúc Lộng, gần chục hộ nằm cạnh mặt đường huyện DH25 đều đã được xác định là tự ý san lấp mặt bằng, xây lều quán bán hàng trên đất nông nghiệp, và địa phương này cũng đã tiến hành giải tỏa từ tháng 6 năm 2019 theo tinh thần kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, một phần là do xử lý chưa triệt để, phần khác do chính quyền chưa sâu sát, nên hiện một số hộ đã dựng lều lán tạm bằng sắt tôn và làm nơi kinh doanh bán hàng và chứa vật liệu xây dựng như thế này. Trước thực tế này, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý kịp thời, không để tái diễn tình trạng vi phạm, dựng công trình kiên cố, vừa khó khăn cho việc xử lý, vừa gây lãng phí kinh tế của người vi phạm.